Chào mừng các bạn đã quay trở lại trung tâm đào tạo lập trình Suntech. Ở bài học này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm việc với Angular. Như các bạn đã biết, Angular là một trong những framework khá là nổi tiếng hiện nay. Nó là một framework được xây dựng trên nền tảng của JavaScript. Nó là một framework dành cho frontend, dành cho những bạn theo frontend. Và đây là một nền tảng được thiết kế bởi Gutenberg. Nó khá là linh hoạt. Và ở bài học này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Angular ở trên máy của mình và chạy thử chương trình đầu tiên với Angular. Thì các bạn có thể truy cập vào trang angular.io. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái hướng dẫn về cài đặt Angular và những cái hướng dẫn để có thể viết được Angular. Ở bài này tôi chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các bạn cách cài đặt Angular. Thì để cài đặt được Angular thì việc đầu tiên các bạn phải cài đặt xong Node.js và NPM. Như buổi trước tôi có nói, NPM là một công cụ để quản lý bucket của Node.js. Và ở đây chúng ta sẽ dùng NPM để cài đặt cho Angular. Thì đối với Angular, ở phiên bản hiện tại tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với Angular 5, version 5. Đó. Và cái bản hiện tại này, bản 5.0 này, nó là một bản cũ. Bản hiện tại của nó đang là bản 7.0. Tuy nhiên chúng ta sẽ dùng bản 5 vì theo đánh giá của tôi, bản 5 là bản có độ ổn định cao và nó được sử dụng rất là nhiều ở các dự án rồi, và bản thân tôi cũng trải nghiệm qua nhiều dự án thì tôi thấy bản 5 là một bản có tính ổn định rất là cao, nên tôi quyết định chọn version 5.0. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt Angular. Thì đối với Angular này thì chúng ta có thể làm frontend web và làm cả mobile nữa, nhưng ở đây tôi chỉ giới thiệu trên phạm vi là làm frontend web. Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt Angular. Thì cú pháp của nó là npm install -g, ở đây có nghĩa là global account angular cli. Thì cái cli này nó cho phép chúng ta chạy Angular giống như là một web server. Đó. Và nó sẽ có những cái chuẩn rất là chặt chẽ. Ví dụ như những cái chuẩn về component, những chuẩn về controller, những chuẩn về view và model rất là chặt chẽ. Đó, thì tôi đang cài đặt Angular, các bạn có thể thấy quá trình cài đặt sẽ diễn ra rất là nhanh. Ok, các bạn đợi thêm một vài phút thôi. Đó, ok, vậy là chúng ta đã cài đặt xong Angular. Làm sao để biết chúng ta đã cài đặt xong rồi? Thì các bạn gọi ng. Lúc này các bạn sẽ thấy là đây là nó show ra tất cả những thông tin về các câu lệnh sử dụng trong Angular CLI. Đó. Và tôi sẽ tạo một cái project. Tôi sẽ chuyển sang ổ đi. Tôi sẽ vào thư mục chuyển này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái project để tạo một cái thư mục project Angular CLI. Thì chúng ta sẽ dùng cú pháp là ng new tên project, ví dụ tôi để là Angular 5. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo một project, nó sẽ hỏi là có sử dụng cái router hay không. Tôi sẽ nói là không. Và nó sẽ chọn cái loại viết style là như thế nào, CSS, SCSS hay là SASLet gì đó. Thì tôi sẽ chọn cách đơn giản nhất là CSS vì ai cũng biết dùng. Ok. Ok, vậy là quá trình cài đặt Angular đã thành công. Lúc này chúng ta sẽ quay trở lại với thư mục là Angular. Tôi sẽ cho cái chữ nó to lên một chút. Ok.
24. Ok, chúng ta sẽ truy cập vào thư mục Angular 5. Đó. Lúc này tôi sẽ chạy cái chương trình đầu tiên của chúng ta bằng cách là Angular, cú pháp của nó để mà start server lên là Angular server --- open server. Server này viết thiếu các bạn nhé, không đủ, và --- open. Chúng ta sẽ chạy nó lên. Khá là chậm. Chạy ở trên Windows thì thường là sẽ chậm hơn khi mà các bạn, so với cái việc các bạn chạy ở trên hệ điều hành Linux. Đây các bạn thấy là nó đang bắt đầu compile và build. Build từ những cái thư viện của Angular 5. Và nó lấy ra từ Node module. Đó, thì quá trình build này cũng sẽ chiếm một vài phút. Ok, có vẻ được rồi. Và chúng ta sẽ chạy nó. Nó hỏi là sẽ mở trình duyệt nào để chạy. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng Chrome. Các bạn thấy đây, chúng ta đã cài đặt xong Angular 5. Và cái môi trường của nó là đang chạy là môi trường server các bạn nhé. Đó. Và đây là cái giao diện đầu tiên của nó. Và buổi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách tạo component, cách làm việc với component ở trong Angular. Ở bài học này tôi sẽ dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.